loài gấu lớn nhất thế giới và là kẻ săn mồi hàng đầu ở Bắc Cực. Gấu Bắc Cực là biểu tượng cho sức mạnh và sự dẻo dai ở Bắc Cực. Nhưng ngay cả loài gấu này cũng có thể bị đánh bại bởi những con vật khác. Vậy hãy xem những con vật nào có thể giết được một con gấu Bắc Cực nhé. Lưu ý, mình chỉ xét những con vật sống cùng khu vực địa lý với nó mà thôi. 5. Cá voi sát thủ. Những con cá voi sát thủ được biết đến là có thể kéo các con thú non xuống nước để ăn thịt. Tuy nhiên, cho đến hiện tại vẫn chưa có tài liệu ghi nhận về trường hợp cá voi sát thủ giết một con gấu Bắc Cực trưởng thành. Dù vậy, rõ ràng một con cá hổ kình chắc chắn sẽ có cơ hội làm điều đó nếu cả hai con vật đều ở dưới nước. Những trường hợp gặp gỡ giữa hai loài này đã từng xảy ra rồi. Mặc dù gấu Bắc Cực không nằm trong khẩu phần ăn của cá voi sát thủ, với trọng lượng 4.000 đến 5.000 kg và với cái miệng khổng lồ được trang bị 48 đến 52 chiếc răng, gấu Bắc Cực sẽ không có cơ hội để chống lại nếu cá voi sát thủ quyết định tấn công. 4. Hải cẩu voi phương Bắc. Với trọng lượng đáng kinh ngạc, con đực nặng 1,5 đến 2,3 tấn, một số con lớn có thể nặng tới 3,7 tấn. Mặc dù vậy, chúng vẫn nhỏ hơn loài hải cẩu voi phương Nam, nhưng vì loài này sống khác khu vực địa lý nên mình chỉ chọn hải cẩu voi phương Bắc. Một con hải cẩu voi được thống trị hay có thể xem là ông chủ của bãi biển sẽ là một đối thủ đáng gờm phải được tính đến. Những con thú khổng lồ này cực kỳ hung dữ và không hề e ngại việc chiến đấu. Chỉ riêng sự khác biệt về kích thước là đủ để khiến gấu Bắc Cực phải khiếp sợ. Chúng có lớp da bảo vệ rất dày giúp bảo vệ tất cả các tĩnh mạch và động mạch chính, khiến chúng trở nên cực kỳ khó để bị thương. Hải cẩu voi đực cũng có sức chịu đựng đáng kinh ngạc và có thể chiến đấu trong nhiều giờ liên tục. Chúng có thể gây ra lượng sát thương rất lớn. Với cơ cổ khổng lồ giúp đẩy hàm của nó về phía trước, mang đến một lực giống như một chiếc búa tạ đập xuống vậy. Cơ hội để một con gấu Bắc Cực đực hạ gục con quái vật khổng lồ này là rất thấp. 3. Hải mã. Hải mã là loài động vật to lớn, con đực có thể nặng hơn 1,5 tấn. Được trang bị hai chiếc ngà dài gần 1 mét và lớp da dày đến 4 cm, với nhiều lớp mỡ nằm bên dưới. Hải mã được trưởng thành khỏe mạnh, có rất ít kẻ thù có thể đe dọa tính mạng của nó, và gấu Bắc Cực chắc chắn không phải là một trong số chúng. Những con gấu luôn tránh những con đực trưởng thành khỏe mạnh. Những chiếc ngà đó có thể khiến gấu bị thương nặng, gây mất máu và chấn thương nghiêm trọng. Hải mã đực là loài động vật có thể đâm gấu Bắc Cực đực cả trên cạn và dưới nước một cách hiệu quả. 2. Gấu xám. Những con gấu xám được biết là đã có chạm trán với gấu Bắc Cực trong một vài trường hợp ở vùng cực Bắc. Mặc dù những xung đột này rất hiếm, đã có báo cáo về trường hợp gấu xám đuổi gấu Bắc Cực ra khỏi xác con mồi và ngược lại. Nhìn chung, mặc dù gấu xám có vẻ thắng phần lớn trong các cuộc chiến này, nhưng có một điều cần lưu ý, hầu hết chỉ có một bên bị đuổi đi chứ không có con nào thiệt mạng. Vì vậy, một con gấu xám cùng kích thước hoặc lớn hơn hoàn toàn có thể giết chết một con gấu Bắc Cực. 1. Cá mập Greenland. Cá mập Greenland có tuổi thọ dài nhất được biết đến trong số các loài động vật có xương sống, ước tính từ 250 đến 500 năm và là một trong những loài cá mập lớn nhất còn tồn tại. Dài hơn cả loài cá mập trắng lớn khét tiếng, chúng có thể dài tới 7,3 mét và nặng 1,4 tấn. Những con cá mập này thường ăn hải cẩu lớn, nhưng chúng thậm chí còn được biết đến là loài ăn thịt cả gấu Bắc Cực và tuần lộc. Nó bơi với tốc độ 1,22 km/h và tốc độ bơi nhanh nhất cũng chỉ đạt 2,6 km/h. Tốc độ bơi này vẫn thua xa của gấu Bắc Cực. Tuy nhiên, nếu con gấu chủ quan khi bơi trên biển và không phát hiện ra một con cá mập Greenland ở dưới, nó hoàn toàn có thể phải ôm hợp. Video của kênh Động Vật Fast hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và xem video. Xin chào tạm biệt.